Xin chào mọi người. Thì hiện tại mình đang được anh người Nhật dẫn đi tham quan ở cái khu đền mà anh giới thiệu là khu đền này lớn nhất và đẹp nhất ở vùng Hyogo. Osake, Nhật Bản no. nếu nó Osake, Ừ, Nhật Bản sake. đây là cái gian trưng bày Shinjuku. rượu của thời ở Nhật thời xưa đây, đó. Tất cả khu này đều là rượu hết nhé, các bình này đều là rượu hết. Fune. ここにはお祭りがありますか？ありますよ。お、いつ？ここのお祭りは、お祭りというか、正月。正月。正月。正月。12月31日から1日まで、初詣。初、あ、初めての神様に挨拶。あ、そうです。Thì như vừa ấy được anh nghe anh người Nhật hướng dẫn thì cái khu đền này vào ngày mùng 1 tháng 1 hàng năm tức là dịp Tết ấy thì sẽ có lễ hội ở đây. Cameo お前髪いっぱいある。はい。Bây giờ chúng ta đi sâu hơn vào trong nữa để xem bên trong có những gì nha. Đây là cái chỗ nghỉ ngơi mà khi du khách đến đây tham quan ấy, nếu mà đi tham quan mà mệt quá có thể ngồi nghỉ ngơi ở đây. Đây phía bên này có cái đèn nhỏ nhỏ này, ở bên ngoài có các cổng đỏ ấy, dẫn vào trong đèn đấy. Đó. Cổng này xung quanh được có đèn này, tối thắp rất đẹp này.